sáu không sản xuất ô tô F. Năm chín ngân hàng H. Năm tám điều chế cao su C. Năm bảy bán vàng bạc S. Năm sáu lĩnh vực xây dựng C. Năm năm bưu điện B. Năm bốn vay tiêu dùng F. Năm ba kinh doanh thực phẩm Y. Năm hai phân phối điện M. Năm một bảo hiểm nhân thọ P. Năm không công ty sắt thép H. Bốn chín hoạt động thông tin F. Bốn tám làm nhiên liệu S. Bốn bảy ngân hàng S. Bốn sáu hóa mỹ phẩm U. Bốn năm dịch vụ bảo hiểm B. Bốn bốn ngân hàng A. Bốn ba ngành kim khí T. Bốn hai siêu thị C. Bốn một viễn thông M. Bốn không sản xuất điện L. Ba chín khai thác dầu mỏ M. Ba tám ngân hàng T. Ba bảy ngân hàng C. Ba sáu bán đồ uống B. Ba năm kinh doanh điện H. Ba bốn làm ra điện D. Ba ba xe có động cơ H. Ba hai chế tạo ô tô T. Ba một tạo ra thực phẩm M. Ba không ngân hàng Huy. Hai chín ngành bảo hiểm V. Hai tám thăm dò
dầu mỡ, V. Hai bảy, dịch vụ viễn thông, N. Hai sáu, ngân hàng, B. Hai năm, truyền tải điện, P. Hai bốn, vận tải hàng không, J. Hai ba, viễn thông, B. Hai hai, sản phẩm sữa, S. Hai một, ngân hàng, V. Hai không, buôn bán, ô tô, xe máy, T. Một chín, gia công, kim loại, H. Một tám, thức ăn, chăn nuôi, C. Một bảy, dò tìm, dầu mỏ, K. Một sáu, bán dầu mỏ, B. Một năm, ngân hàng, A. Một bốn, thu mua vàng, đi. Một ba, ngân hàng, tờ. Một hai, khai thác bay, vì. Một một, ngành, dầu mỏ, B. Một không, mặt hàng, điện tử, đi. Chín, ngân hàng, D. Tám, ngân hàng, G. Bảy, khai thác than, K. Sáu, bất động sản, V. Năm, phân phối xăng, X. Bốn, mạng viễn thông, V. Ba, sản xuất dầu khí, P. Hai, kinh doanh điện, E. Một, thiết bị điện tử, S.